thưa quý vị tỉnh long an vừa có chủ trương điều chỉnh quy hoạch phân khu khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh long an nhằm khai thác hiệu quả góp phần phát huy giá trị di tích khu di tích Nội dung chính của quy hoạch là quy hoạch lại không gian kiến trúc cảnh quan, phân khu chức năng, cơ cấu quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu vực dự xây dựng các công trình khai thác khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An, diện tích khoanh dùng các khu vực bảo vệ di tích là trên 243.000 m2 thuộc xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ. Trước đây, khu di tích không bố trí các dịch vụ nên khó thu hút du khách đến tham quan. Do đó, tỉnh điều chỉnh quy hoạch phần diện tích ngoài dùng bảo vệ di tích có quy mô trên 72 hectare đã được lập trên phê duyệt quy hoạch xây dựng. Theo đó, khu di tích lịch sử được đầu tư khai thác theo hướng bảo tồn, kết hợp xã hội quá các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khai thác bổ sung, bố trí các hạng mục như khu liên hợp nhà hàng, hồ bơi, thể dục thể thao, khu lưu trú, khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí, giường thư giãn, sinh hoạt cộng đồng, lửa trại, giường nam bộ, trình diễn sản xuất nông nghiệp, khu cảnh quan đồng tháp 10. Qua đó nhằm phát huy hiệu quả sử dụng và giá trị khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An.